anh Đức tung ảnh cưới ngọt ngào bên bạn gái kém 12 tuổi. Sau khi thông báo tổ chức hôn lễ vào ngày 26 tháng 7, diễn viên anh Đức và Quỳnh Anh tiếp tục đăng bộ ảnh cưới khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Bộ ảnh cưới của anh Đức và diễn viên Quỳnh Anh có tông màu trắng, tính chủ đạo. Trong loạt ảnh, Quỳnh Anh lựa chọn mẫu váy cưới cúp ngực gợi cảm, trong khi đó, nam diễn viên diện bộ vest tím. Cặp đôi khoe nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc khi sắp về chung nhà sau thời gian dài hẹn hò. Đăng tải bộ ảnh cưới, nam diễn viên bày tỏ, xin cảm ơn những lời chúc phúc của bạn bè, người thân và khán giả trong những ngày qua. Hai đứa em vẫn còn đang lâng lâng hạnh phúc, cảm xúc thật khó diễn tả. Cùng thời điểm, Quỳnh Anh cũng chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên chồng sắp cưới. Cô viết, chúng em đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc. Rất cảm ơn bạn bè, người thân, anh chị, thầy cô đã gửi những lời yêu thương đến chúng em. Chúng em cười mãi thôi. Lễ cưới của anh Đức sẽ diễn ra ngày 26 tháng 7. Nam diễn viên nói hôn lễ của mình sẽ được tổ chức đơn giản. Tuy nhiên địa điểm tổ chức vẫn chưa được anh công bố. Thời gian qua, anh Đức và Quỳnh Anh đã gửi thiệp mời tới bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Cặp đôi được nhiều người gửi lời chúc phúc và háo hức mong chờ ngày cả hai nên duyên vợ chồng. Vợ sắp cưới của anh Đức gây ấn tượng bởi chiều cao nổi bật cùng nhan sắc xinh đẹp. Cô sinh năm 1999, kém anh Đức 12 tuổi. Người đẹp hoạt động trong vai trò diễn viên, từng góp mặt trong một số dự án như Hoa hậu Giang hồ, Chuyện ma gần nhà, Mai. Trước khi công khai mối quan hệ, anh Đức và Quỳnh Anh hẹn hò khá kín tiếng. Cặp đôi hiếm khi chia sẻ hình ảnh hay thông tin về nhau trên mạng xã hội nên hầu như khán giả không biết đến chuyện tình cảm. Anh Đức sinh năm 1987, bắt đầu được biết tới thông qua sân khấu kịch và các dự án phim truyền hình như Đời, Hai gia đình, Khi yêu đừng nói chia tay, Hạnh phúc muộn màng. Ngoài lĩnh vực phim ảnh, sân khấu, anh góp mặt trong nhiều game show. Hôm ngày 4 tháng 4 năm 2024, nam diễn viên công khai chuyện tình cảm bằng dòng trạng thái thông báo cầu hôn bạn gái thành công, gây bão mạng xã hội. Dù chênh lệch 12 tuổi, anh Đức và Quỳnh Anh được khen đẹp đôi. Đám cưới của cặp đôi diễn viên này hứa hẹn quy tụ đông đảo dàn sao của showbiz Việt.